Em cuộc sống thực tế, xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ ha. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ những dòng xe quay tháng 110 và Accenter nha anh em. Sau lưng em nè, có một con Accenter 2010, xe này nguyên zin nha, chưa qua dặm tút, sơn zin, tem zin, tất cả là zin nguyên con nha anh em. Xe này nói chung là cũng hơi cọp chút xíu nha anh em. Và không để mất thời gian của anh em nữa, mình sẽ chia sẻ trước dòng quay thái trước sơ để anh em xem, anh em tham khảo nhẹ cái đi, rồi mình sẽ vô chi tiết con em. Đây em có còn 4 con ha. 4 con về tới tiệm rồi. Sẵn đây để em chia sẻ với anh em 4 con quay thái 110, 3 con MT, một con thắng đùm nha anh em. Thì trên đường đang về thêm 4 con nữa nha anh em. Còn mấy con kia em review anh em đã bán hết rồi nha anh em. Thì trước tiên em review ba con đĩa trước đi nha anh em. Này ba con đĩa. Ba con đĩa này ở dàn ngoài thì có tàn theo 5 tháng nha anh em. Em buôn bán có sao nói vậy nha. Dàn ngoài này nó có tàn theo 5 tháng, mà nói chung giá này anh em về dễ chơi dễ dọn nha. Máy móc thì em bao anh em là nguyên zin, máy im. Đó. Nó còn đủ đồ hết, nó chỉ có tàn theo 5 tháng thôi anh em về anh em rửa sạch sẽ, anh em dặm này kia nọ đồ đó. Đây là phuộc zin, heo zin, niền trước zin nha. Đó, niền trước zin. Con này đỏ đen nha anh em. Đỏ đen. Đây thắng là zin hết ha. Áo bọng là zin hết. Đó. Một con. Thì em quay sơ á, anh em nào có thiện chí á, cứ kết bạn Zalo với em vào Zalo, alo giùm em cái ha. Còn con trong đây. Con này hai màu, đỏ đen. Con này là xanh đen. Con xanh nhớt là ba con. Con này thì cũng đầu nồi chưa rớt. Đó, bô zin. Con trong đây cũng vậy. Con trong này cái bô ác chiến lắm nha nè. Con này cọp ha. Đây, áo zin nè, căm đùm liền zin đẹp, bạc chân nó sạch sẽ. Con này anh em dọn đỡ tiền nè. Nói chung là nó còn liền lạc, là yếm lường hai tem còn đẹp lắm nha anh em. Nó còn liền lạc. Anh em về anh em dọn sơ thôi, con này, con xanh này trong đây dọn sơ thôi. Còn con đỏ này yếm lường hai tem còn đẹp nha anh em. Chưa dắt chưa mờ ha. Con này bô zin ha, cầm niền thì có lai. Con này rẻ nè anh em. Con này 3 x thấp. Hai con này là 3 x thấp nè anh em. Con màu đỏ. Nói chung là 3 x trung học nha anh em, cứ alo thiện chí alo em báo giá anh em nha. Còn con này tới 4 x lận anh em ơi. Con này thì có một bạn đã chốt mình rồi nha. Chốt mình con này rồi. Cái bô ghê quá anh em ơi, cái bô giờ hiếm lắm nha, cái bô nước xi quá trời đẹp luôn. Nè em ủ dầu cho anh em nè. Chắc lấy cái khăn lau lại, nó có nước, có chuyện xét cái bô này dữ lắm nè anh em ơi. Cái bô này giờ da cổ còn luôn nha anh em. Cây này giờ đi đâu mà chùi sạch sẽ đâu đàng hoàng nè. Cây này tầm khoảng 10 triệu á anh em. Cái bô nói lên tất cả ha. Còn con này 99. Đó, 99. Áo rồi còn liền lạc nha, tem zin, sơn zin nha anh em, chùm keo nguyên con. Xe này là cái bô alpha, cặp niền alpha nha anh em. Cặp niền alpha, căm thì còn zin, đùm thì còn zin. Đó. Con này 2x. Anh em cứ đúng rồi. Cây trong rồi nước không kìa. Mấy cái bô này nè, lao anh em thấy không? Lao là cái bô đẹp ghê anh em. Cây này cũng xuất sắc luôn nha. Đó. Không mấp mỏ gì nha anh em. Qua đây thì nó bị liếm nhẹ xíu. Còn cây trong đây nè, lao một cái như cây kiếm luôn. Tin được không? Đó. Đó, anh em thấy rõ không? Cực đẹp. Nước xì sẵn dở. Rồi, đợi ra chia sẻ chi tiết với anh em
con này Center này ha, xe này xe siêu tầm nha em. Thì con này trước khi quay thì em cũng quay cho anh em coi là chìa khóa còn hai chìa zin theo xe luôn nha anh em. Một chìa người ta xài nó bị hành đồng, hoặc một chìa ta ít xài nè. Đó, hai chìa. Đây em nó đây. Đó, giờ vô chi tiết luôn nha. Anh em cứ xem tham khảo, được thì nhắc máy. Dưới màn hình có số điện thoại anh em kết bạn Zalo với em sẽ tư vấn anh em nha. Đây anh em, đây là con này Center. Xe này là nguyên zin nha anh em. Anh em sưu tầm xăng xe cọp thì cứ alo cho em ha. 7959 ha, số đẹp nha. Số Sài Gòn em đang đứng Quỷ Quyền gần 1 nha anh em. Đó, ốc tán là xanh lè, xanh lét luôn nè anh em. Xe này em mới chùi dầu nha anh em. Nè, ốc xanh từ trong ra ngoài nó nguyên zin nha. Xe này là em chưa qua dặm tút một cái gì luôn nha anh em. Đó, nước sơn zin mà nó còn đẹp cỡ này thì cũng hơi bị hiếm nha anh em. Đó, anh em về anh em dặm nhẹ chỗ này nè, tại vì em mua là xe sao để dậy nguyên zin nha nè, đúng 2010. Đó, anh em nào sưu tầm xe này thì cứ alo cho em ha. Ốc là còn 7 màu luôn nha anh em, ốc mà còn 7 màu luôn anh em biết rồi nè. Xe này chìa khóa zin còn 2 chìa đủ luôn nha anh em. Đây Odo đây. Cầm các kiểu là zin hết. Đây cái bồ đây. Ốc bồ này còn chưa mở nha anh em, xanh lè. Thì cũng vậy. Thì con xe này thì có sao mình nói vậy thôi anh em à. Thêm bớt không được gì đâu, buôn bán là chủ yếu là cái uy tín nha anh em. Đây, ốc tán bên đây nè, xình lè hết nha. Cái cần thắng này ngày xưa người ta có thay nha anh em. Nó bị mòn á, người ta thay. Anh em về anh em vô là cái cần thắng này. Đó, mình có sao nói vậy, cao su rồi còn zin hết. Xe này ốc bô chưa mở luôn nha anh em. Đây, quay vô trong cho anh em coi nè. Đó anh em coi kỹ nha. Con ốc bô chưa dấu mở nha anh em. Đó, anh em thấy không? Xe đồ đạc ở trong còn rất là đẹp nha, 7 màu hết nha anh em. Xe này anh em lại anh em coi anh em thấy à, đồ ở trong móc trong còn là 7 màu hết. Đây. Đó anh em thấy không? Thấy không? Ở trong là 7 màu hết. À, anh em coi nè. Cái này còn đát luôn nha anh em. Cái nút này nó còn đát luôn nè, thấy không? Anh em thấy đát nó còn mờ mờ không? Đó, quay cho anh em coi không? 2010 này đát nó còn mờ mờ nè. Nó lên màu quân đội, màu xanh quân đội hết nè nha anh em. Ốc tán nè. À, ốc nè, anh em thấy không? Ốc đẹp chưa có dấu bể nè. Hai bên xanh lè 7 màu. Mâm zin theo xe là các cái là còn zin hết nha anh em. Đó, phuộc là chưa dậm tút nha anh em. Mình buôn bán có sao nói vậy thôi. Đó, anh em nào muốn sưu tầm con này Center này là cứ liên hệ cho em ha. Tem đồ còn nói chung là tương đối xe này cũng khoảng 8-90% ha. Bao tay zin theo xe ha, gù đồ zin theo xe hết. Đó, chân cẳng đồ nói chung là dàn si, ốc đồ là còn zin theo xe hết. À, mấy con này xuống xanh quân đội hết luôn nè anh em. À, anh em thôi nè, những con ốc này là nó xuống màu quân đội màu xanh hết nè. Đây đó, anh em thấy không, xanh lè hết nè. Từ con ốc luôn nha, mấy con ốc này là chưa mở hết nha anh em, chưa mở luôn nè, chưa mở luôn. Ốc cần thắng cần số đồ là chưa mở hết. Đây gác chân nè,
chân trống nè, nó chạy chỉ luôn nè, anh em hiểu nè. Đó, anh em thấy không, chạy chỉ nè, nó chạy chỉ, cái lò xo màu quân đội luôn nè. Cái số con cái cốt chống đứng mà nó còn màu này là anh em hiểu nè, anh em thấy rõ không, chứng tỏ nè. Đó, em thì quay chi tiết thì anh em xem, anh em tham khảo thôi. Ai mà muốn chơi xe này thì cứ liên hệ cho em. Đó, con ốc nè, anh em thấy rõ không? Cái máy thôi anh em khỏi bàn. Cái trống này em không biết sao mà người ta lại thay hai si nữa. Em anh em nào biết thì ấy, tại vì cái này em thấy thường thường nó là màu xanh, không biết phải màu xanh hay màu trắng. Tại dòng xe này em không chuyên nha, em chia sẻ với anh em coi ha. Mình không có chuyên à, ốc tán đồ nè, các kiểu nè, anh em thấy không, còn chấm mực đồ hết luôn nè, đầu nồi chưa gớt nha anh em. Mấy con ốc trong này ghê lắm nha, xanh lè luôn nè, trắng phiếu luôn nha anh em. Đó, từ con ốc cái chân này, này kia nè, này con ốc dưới này nè. Đó, con ốc đó anh em thấy không, xe này anh em mở ra trong nó xanh le. Rồi anh em nào chơi Accenter con này 2010 thì cứ liên hệ cho em nha. Mình anh em nào ở Sài Gòn thì cứ xuống coi trực tiếp. Tem thì ở đây nó có chày nhẹ này nè anh em, người ta đi người ta có chày nhẹ. Xe này hồi đó là có dán keo nha, mới lục keo nha, nhưng mới lấn keo mà người ta chày nhẹ này. Rồi video tối nay em xin kết thúc nha, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em nha.